là cái món mình được ăn ké với mẹ chồng mình đó. Thì đây là cái món ăn chay mình muốn nấu cho mẹ chồng của mình ăn đó, để khi về chiều mẹ đi chùa về á, mẹ ăn chay thì mẹ sẽ có cái món nấm bào ngư chiên chay này nha. Thì mình cũng hy vọng là mẹ sẽ thích cái món này trong ngày 8 tháng 3 của ngày hôm nay của mình nha. Thì mình ăn nấm bào ngư chiên chay, uống nước sâm cho nó mát nha mẹ, với sữa chua chanh dây của mình làm luôn nha. Thì hôm nay mình ăn cái món này đó, thì mình cũng xin kể về câu chuyện của mình nha mẹ các bạn. Câu chuyện nói chung là câu chuyện cũng mang tên là gọi như giống như là tình con mà duyên mẹ đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn mình thích cái món này cùng với các bạn nha. Thì nấm bào ngư thì rất là nhiều dinh dưỡng nên là ăn cũng khá là tốt các bạn. Ăn chay thì chúng ta cũng nên ăn các loại nấm như thế này. Thì khi chúng ta ăn chay thì chúng ta cũng cần ăn đầy đủ các dưỡng chất, vì mẹ chồng của mình đó là ăn chay trường đó bạn, nên là mẹ cũng ăn rất là nhiều loại rau, mẹ thích ăn nhiều loại rau đó các bạn. Cũng như là mẹ ăn rất là uống rất là khoa học, đầy đủ đúng giờ nên là cũng sức khỏe rất là tốt, cũng tập thể dục này nọ rồi các bạn. Thì cái tập thể dục này nó cũng sẽ dẫn đến cái chuyện tình của vợ chồng mình, thì chút mình sẽ kể cho các bạn nghe nha. Giờ mình ăn món này và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mình sẽ chấm với tương ớt nha bạn. Thì làm bột chiên rất là giòn nha các bạn, chiên giòn và chấm với cái tương này cay chua chua cay cay ngon lắm các bạn ơi. Thì ở trong cái món này á, trong cái dĩa của mình á thì sẽ không có là thì sẽ có hành với hành tím rồi đó, còn riêng của mẹ mình á thì sẽ không có mấy cái hành này, vì theo như lời mẹ nói thì mẹ đi chùa và các sư dạy là khi mà chúng ta tu theo cái phương thức của mẹ là sẽ không có ăn mấy loại hành vì nó mang cái ý nghĩa gì đó, cấm kỵ gì đó các bạn, là mình không có ăn. Nên là khi chế biến thì mình sẽ hạn chế những cái món như là có hành. Còn mình để ăn vô tư, với bạn ăn chay nhưng mà vẫn ăn vô tư với món này. Mặn nha, cái mình quay á con mình nó nhau nhau lắm. Thì mình sẽ kể câu chuyện về tình con duyên mẹ nha các bạn. Thì mẹ chồng mình á, mẹ cũng là một giáo viên nhưng mà mẹ dạy hưu á, rồi mẹ đi coi như là quy y tại ngôi chùa ở gần cái nhà mình. Nhà mình thì cách đây khoảng 10 cây số nha các bạn. Thì vừa ăn vừa kể nha các bạn. Thì cách nhà mình khoảng 10 cây số. Nghĩa là bây giờ mình ăn ở nhà chồng của mình thì nhà mình cách nhà chồng mình là 10 cây số, thì mẹ đi qua đó, mẹ quy y ở chùa đó. Rồi thì ngôi chùa đó là gắn liền với tuổi thơ của mình luôn các bạn. Thì thường ở nghỉ hè hoặc là các buổi chiều của mình hay vô chùa chơi lắm. Rồi cũng đi niệm Phật nữa, còn nhỏ nhưng mà mình thích đi niệm Phật lắm các bạn. Thì mẹ cũng quy y ngôi chùa đó, mình cái này là mình cũng như coi như là mình tâm linh thôi các bạn ơi, chứ không nghĩ là nói chung là mình nghĩ gì chuyện này là chuyện tâm kiểu tâm linh á, tình có cái một cái duyên số nào đó các bạn. Thì mình học ra trường sư phạm á, xong cái mình đi về ở trường tiểu học ngang nhà mẹ dạy luôn, ngang nhà của mình đang ở bây giờ đó. Thì ở đây hôm nay thì mình ngồi ở chiếc sân nhà nha bạn. Thì con trường mình dạy á là sẽ ở bên kia lộ, con trường mình dạy á thì ở bên kia lộ nha bạn. Thì mình dạy đó dạy tầm vài tháng gì đó, thì mẹ là về hưu rồi nên là mỗi chiều á mẹ đi qua bên sân trường để tập thể dục dưỡng sinh cùng với các cô lớn tuổi á.
thì mẹ thấy mình thì lúc đó mình đi mới về trường nên là cũng hay tiếp các cô hiệu phó rồi đó, làm chuyện hơi trễ khoảng 5 giờ mấy thì mẹ thấy mình. Thì như thế mình nước đây. Mát kể tiếp đi bạn. Thì lúc đó mẹ thấy mình và mẹ cũng lần lần hỏi thăm cô hiệu phó trường mình á, thì xin số điện thoại mình, sau đó là đem số điện thoại đó cho con trai của mẹ để cho mình vợ. Thì lúc đó ổng là 28 tuổi, mà nói chung là 28 tuổi mà ổng hơi chưa từng quen bạn gái luôn các bạn. Nói chung là ổng chỉ lo học, ổng ra trường ổng làm xong về nhà ổng không tiếp xúc với người con gái nào hết trơn. Nói chung là ổng nhát lắm các bạn ơi. Tức là bây giờ là coi như là có vợ rồi nhưng mà cũng đỡ hơn lúc trước, là cũng nhưng mà cũng kiểu là thấy ổng hiền nhát lắm các bạn. Nhưng mà ổng khi mà ổng cũng lấy số điện thoại mình, cũng nhắn tin, gọi điện, rồi hẹn nhau uống nước cũng lúc đó mình cũng nghĩ là nếu mà không có gì thì mình cũng xem nhau như bạn, tại vì mình từ một nơi khác lại về đây dạy á, cũng muốn có một người bạn quen biết vậy thôi. Thì cũng ra gặp ổng uống nước thì thấy ổng hiền, mà kiểu hiền như cục đất luôn, bạn ngồi nhìn mình cười thôi, nên là cũng không có cũng không gọi là có cái gì đó nó sâu đậm, nó cũng không gọi gì là ấn tượng lắm. Nhưng mà từ từ thấy ổng nhắn tin, thấy ổng thiệt tình, thấy cũng dễ chịu lắm mẹ, thấy cũng hiền mà kiểu dễ chịu, thấy tội nghiệp lắm. Nói chung là cái dùng từ tội nghiệp, tại thấy ổng hiền tới cỡ mà 28 tuổi chưa có bồ, thấy cũng ổng cũng tội nghiệp. Cũng nói chuyện qua lại tầm 6 tháng thì thấy cũng hiền, rồi ổng cũng mình qua nhà ổng, nhà ổng nhà mình bây giờ đó, thì gặp mẹ chồng mình. Thì lúc đó mẹ nói nếu mà được thì về nói với ba má rồi mẹ chồng mình sẽ qua hỏi cưới. Thì lúc đó mình về mình nói với ba má mình cũng qua hỏi cưới, thế là nên với chồng vợ đó các bạn, cũng nhờ là mẹ chồng mình, thì nói đúng hơn là nên là mình dùng từ là tình con mà duyên mẹ đó. Nói chung là mẹ chồng mình rất là tâm lý luôn các bạn. Nói chung mẹ chồng mình rất là tâm lý, vì mẹ cũng là giáo viên nên là rất là thông cảm với hoàn cảnh công việc của mình đó. Thường hay đi, nói chung là bây giờ dạy thì chỉ dạy 2 buổi và công việc rất là nhiều luôn, giáo án hồ sơ này cũng tùm lum hết trơn các bạn ơi. Nên là mẹ rất là thông cảm và mẹ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Như việc là mình sinh 2 đứa con, mẹ chăm sóc rất là tốt luôn. Trong thời gian 1 tháng ở cử thì mẹ nấu đồ ăn đủ thứ hết trơn, rồi lo lắng lắng hết. Rồi con của mình là mẹ chăm sóc, cũng như là tắm rửa cho mình đi dạy thì mẹ nhà cho ăn, rồi cho tắm đầy đủ hết. Nên thì mình sẽ ăn tiếp nha bạn. Thì hôm nay thì mình không có đi chợ nên là mình đã ra bên hè nhà mình á, bẻ cái lá cách nè, rồi cái lá đinh lăng á bạn, lá này ăn cũng tốt nữa, cũng chỉ nhức mỏi đau lưng rồi đó bạn. Thì mình ăn luôn cái gì hết, mình ăn luôn, ăn kèm mình mới dậy mình để lên trang trí cho nó đẹp á các bạn. Món cái này để tặng mẹ các bạn, thì mẹ cũng rất là thích ăn cái món này.
là cái món ăn nó không có gì là đặc biệt, nhưng mà mình cũng muốn gửi gắm những lời yêu thương, những cái lời mà tốt đẹp đến mẹ. Và mình cũng không quên gửi lời chúc đến những người mẹ lúc nào cũng sức khỏe, xinh đẹp và thành công nha. Trong cái dịp của ngày phụ nữ ngày lễ này nữa thì chồng mình cũng không có tặng quà cho mình đó bạn ơi, nó rất là khô khan, nhưng mà mình cũng quen, mình cũng cảm thấy cũng rất là bình thường. Thì hồi lúc mà cũng mới cưới mới quen lắm mấy bạn, thì cũng mua quà này nọ tặng mình, có dịp mua cái áo đó mấy bạn, mua về mình chê lên chê xuống, xong rồi không có mặc, giục ra một chỗ, giục ra một nơi. Cái ông thấy gì ông quạo, cái tự giờ ông nghĩ mua cho mình luôn, nhưng mà em thích gì em tự mua đi. Tiền của ổng chính là tiền của mình, nên mình cũng mua gì mình mua đi các bạn. Em nói vậy đó, cả cuộc đời anh đã trao cho em rồi, em còn muốn quà gì nữa. Có tài lắm bạn. Đây nè, mình ăn sữa chua nha bạn. Thì cái này mình ăn xương xương thôi bạn ơi, chứ ăn nhiều nó sẽ nóng lắm. Ăn xương xương để tâm sự cùng bạn thôi. Rồi đây là sữa chua nha bạn. Sữa chua của mình làm có thêm chanh dây nha bạn. Thì sữa chua mình làm á, mình để ăn, mình để làm mà để ăn cũng để bán nữa các bạn ơi, rất là dẻo luôn, ai ăn cũng khen. Đặc biệt là béo, chua và rất là thơm ngon nha bạn. Hồi đó mình đi chùa, giờ mẹ chồng mình đi chùa, sau đó hai người gặp nhau, quá tuyệt vời các bạn. Thì mình nghĩ đó là một cái gì đó duyên trên trời định. Thì hôm nay mình làm món nấm bào ngư chiên giòn, ăn cùng với sốt tương ớt, uống sâm, bí đao nhà làm và ăn hết một bột da ua, ăn một hộp sữa chua đó mẹ, rất là ngon, ngon lắm nha bạn, không phải nói chơi đâu nha. Thì mình sẽ có cái clip hướng dẫn, cái clip không phải gọi là hướng dẫn mà cái clip mình làm sữa chua như thế nào các bạn, nó ủ theo một cách riêng của mình, một cách riêng rất là dễ làm, thì mình sẽ làm cái clip đó, thì mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì
cái video của mình đến đây là đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn yêu thích hãy nhớ đăng ký like và ủng hộ mình nha, và nếu không yêu thích thì cũng nhớ dùng đăng ký và bấm nút like dùm cho mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt các bạn.